Các bạn thân mến, đây là chiếc máy bơm mà khách hàng mang lại cho tôi, có nhãn hiệu là 3K800. Đó, các bạn dòm coi. Đó. Thì tiện đây thì tôi cũng review cùng các bạn luôn cái công dụng và các nguyên lý hoạt động của cái máy phun thuốc trừ sâu 3K800 này. Đó, các bạn nhìn thấy cái máy này thấy khiếp chưa? Bởi vì người nông dân vùng biên giới chúng tôi sử dụng, người ta bỏ ngoài ruộng luôn các bạn. Đây này, nắng mưa nó mộc luôn như thế này này các bạn. Đây, nhìn cái máy là các bạn đã biết, đoán biết được rồi. Đó. Một cái người sử dụng, người ta rất là không chú trọng đến cái máy. Thế tuy nhiên người ta mang lại cho tôi thì người ta với một cái hư hỏng là kéo hoài nó không nổ này các bạn. Và tôi nhìn thấy cái máy này thì dứt khoát không thể nổ được rồi các bạn. Bởi người ta bỏ ngoài ruộng mà người ta không che đậy gì để mặc nắng mưa. Thì các bạn thấy vậy đấy, để mặc nắng mưa như thế này này. Đấy. Thì làm sao máy nổ được hết các bạn. Đó. Thế và cái mạc của nó đây. Để nắng mưa nó cũng bong luôn vậy này. Đây này, đó. 3K800. Đấy, thưa các bạn. Đó, cái máy như thế này thì mang lại cho tôi và nhờ tôi sửa. Và tiện đây thì tôi cũng review cùng các bạn luôn. Và trước tiên sửa cái máy này thì ta phải vệ sinh thật sạch sẽ đã. Thế rồi mới kiểm tra lửa xăng ra làm sao hết các bạn. Và đây tôi đầu tiên thì tôi phải thay trước. Thay cái vòi xịt của tôi đây. Nó cũng bị lỏng hư rồi này. Nó ra hư rồi. Đó. Và đây tôi mua cái này. Cái này tôi mua ở quê tôi, vùng quê bên dưới tôi mua cũng rất rẻ. Có 35.000 này các bạn. Đó. Cái đầu vòi xịt này. Muốn sửa chữa cái loại máy mà nó quá dơ, để ngoài nắng mưa như thế này, quá bụ bậm như thế này, thì chúng ta phải đầu tiên chúng ta phải xịt rửa trước. Thấy các bạn. Xịt rửa trước rồi chúng ta lúc đó rồi chúng ta mới kiểm tra thay thế coi như nó hư cái gì. Thấy các bạn. Đó, đây tôi mới thay cái vòi phun của tôi cho nó mới, nó không bị xì hơi đó các bạn. Cái gì cũng có tuổi hết, để lâu ngày thì nó sẽ bị xì hơi. Thế rồi mình phải thay cái này. Nhìn cái máy từ nào đến sửa biết bao nhiêu năm mà tôi thấy cái máy bơm thuốc trừ sâu của khách hàng này làm cái máy quá ẻ. Người ta không tôn trọng máy, người không biết cách bảo quản máy, cho nên là sửa chữa thì cũng cả vấn đề đây. Đây, mục hết cả cái này nha các bạn. Thế bây giờ chúng ta vệ sinh trước nha các bạn. Đó. Các bạn thân mến, đây cái máy của chúng ta đã được xịt rửa sơ bằng nước. Đây, đó. Nó cũng đỡ sạch, mà cũng đỡ dơ rồi các bạn. Và đây chúng ta tháo luôn cái bình đựng thuốc ra đó, đó, để chúng ta xịt rửa bằng nước cho nó sạch từ trong tới ngoài. Bởi cái máy này là người sử dụng rất là vô tâm, thì là máy không bao giờ rửa hết, không bao giờ bảo dưỡng hết, cho nên là rất là khủng khiếp. Cát đất là sùm, thế rồi người ta bỏ ngay ngoài ruộng, người ta cũng không che đậy luôn. Đây đó, các bạn thấy tình trạng cái máy như thế đấy, người ta mang cái máy như thế này đến này các bạn. Đó, bây giờ là tôi phải tháo hết cái vỏ này ra và tôi kiểm tra coi lửa trước nha các bạn. Đó, bây giờ xịt rửa bằng nước xong thì nó cũng thấy cũng rất là đỡ đỡ rồi các bạn. Đó, đây thưa các bạn, trước tiên chúng ta tháo ra, chúng ta kiểm tra thì chúng ta coi cái máy này do nước nào sản xuất và nó cấu tạo ra làm sao nha các bạn. Đây cái mạc của nó đây. Bên ngoài thì rách nát nhưng bên trong là vẫn còn mới nha các bạn. Thế vậy mới biết được là cái người sử dụng, người ta bỏ ngoài đồng. Không che đậy gì hết, bên trong vẫn còn mới này ha. Đây. Đây là cái chỉ tiêu kỹ thuật mà nó rất nhỏ lu thì các bạn cũng không thể nhìn được đâu. Tuy nhiên là nó báo là 33cc này các bạn. Cái lòng đó nha.
Đây là động cơ 4 thì chứ không phải 2 thì nha các bạn. Ừ, đây máy động cơ 4 thì. Đấy, và sản xuất năm 2009. Đó, cách đây 11 năm rồi các bạn. Và nước nào sản xuất? Malaysia, sản xuất theo công nghệ của Nhật Bản. Đây Malaysia đây các bạn. Đó. Đó, đó là trước khi chúng ta tháo máy ra thì chúng ta vẫn còn rất là may, nó còn là cái mạc chỉ tiêu kỹ thuật mà nó nằm tít bên trong máy thì nó còn mới các bạn. Đó. Đó, đây là một cái máy 4 thì. Đây. Xăng riêng, nhớt riêng. Đây nhớt chúng ta đổ vô đây. Và xăng chúng ta đổ đây. Đó, đây, chỗ bình xăng đây và cái phích chạm châm nhớt đây. Đây và đây còn có một cái mạc nữa nhưng mà nó cũng là rách nát rồi. Thế các bạn, đây. Nói tuy nhiên ở bên trong ấy thì chúng ta cũng có vẫn có thể là nhìn được nhưng mà đó là chỉ là cái chú ý thôi các bạn. Đấy. Chú ý thì cũng không có gì quan trọng. Thế vào đây, đây là cái hệ thống bơm của nó. Đây là cái đầu hồi tiếp. Đây đầu bơm hồi tiếp và đây là cái đầu cắm vô bình bình xịt thuốc các bạn. Thuốc hoặc là nước sẽ vô đây. Thế và đây là cái đầu hồi tiếp lại, hồi tiếp lên trên cái bình trên. Đó. Và đây là cái van. Đó. Khi mà tôi vặn xuôi kim đồng hồ á, thì cái nước hồi tiếp lại lên ít và cái đầu ra của chúng ta là mạnh. Còn nếu như mà chúng ta vặn ngược kim đồng hồ thì cái lượng hồi tiếp lại rất là mạnh. Nên có nghĩa là nước vào bao nhiêu thì lên bấy nhiêu, thì cái nước mà ép đầu ra thì nó sẽ yếu. Đó, đây đây cái chỉnh người ta gọi là chỉnh áp. Đấy. Đó. Thế vào đây là cái tay ga, đây, tay ga đây. Đó. Thế vào đây công tắc tắt máy thì nó cũng đứt đứt rời gì này rồi ha các bạn. Đó, đây. Đó. Khi mà muốn tắt máy thì ta chập hai cái đầu này lại, có nghĩa là chập mát thì buji sẽ không có lửa nữa ha. Đây, thế nhưng mà đây cũng là mất công tắc luôn rồi. Thế tôi mới biết rằng là cái người sử dụng cái máy này là rất là nông thôn, người ta không cần biết là người ta chỉ biết là cái máy chạy là chạy, người ta bỏ đâu thì bỏ, người ta không biết bảo quản. Đây là một bằng chứng rất là rõ ràng của những người sử dụng. Đây cái đầu ra đây các bạn, đây đầu ra thuốc hoặc là nước áp suất ra bên này và cái bên đây là điều chỉnh áp suất, đây tôi đã chỉ các bạn rồi ha. Cái đó là điều chỉnh cái khóa điều chỉnh áp suất. Đây là cái hệ thống bơm. Thế bây giờ là chúng ta xem là lý do tại sao mà nó khó nổ. Không phải khó nổ mà lý do làm sao mà khách hàng kéo hoài nó không không nổ. Thế bây giờ chúng ta phải tháo cái vỏ này ra, chúng ta kiểm tra hay các bạn. À, vệ sinh nữa. Để như thế này chúng ta cũng có thể kiểm tra được, chúng ta tháo buji ra chúng ta kiểm tra được. Thế nhưng mà chúng ta muốn là tháo toàn bộ cái này ra đi. Thế các bạn. Thế rồi chúng ta vệ sinh một lần nữa sơ sơ ở phía trong nó coi sao ấy các bạn. Đây thưa các bạn thân mến, cái máy bơm thuốc trừ sâu chúng ta đã tháo ra được rồi ha. Đó. Bây giờ chúng ta kiểm tra được phần lửa trước, thì chúng ta đã tháo cái buji ra rồi này các bạn. Đây. Bây giờ chúng ta để chúng ta kiểm tra coi có lửa hay không. Nha các bạn. Đây. Đó, lửa có này các bạn. Đây này, đây là cái buji ha các bạn. Đó. Đó, để các bạn chú ý ha, có lửa ra này ha. Đấy. Chứng tỏ rằng là lửa chúng ta tốt. Bây giờ là đến chúng ta kiểm tra xăng. Thì là tôi nói các bạn nghe rằng tất cả những loại máy mà sử dụng công nghệ của Nhật, dù ném ở ngoài trời, dù mưa hay nắng, thì phần điện cũng rất là khó hư hỏng. Chỉ có vấn đề là về phần xăng này thôi, xăng nó bị tắc, 100% là xăng bị tắc rồi các bạn. Đây, xăng bị tắc thì xăng không vô được trong buồng đốt, thì làm sao mà dù có lửa nữa cũng không thể nào mà làm gì có xăng đâu, thế mà hoạt động, các bạn. Đó, chính lý do đó cho nên là chúng ta phải là kiểm tra cái bình xăng con này trước, ha. Kiểm tra và xúc rửa cái bình xăng con này. Bởi vì cái hệ thống này là nó cũng không có hoàn toàn không có được. Đây các bạn, hoàn toàn không có cái lược. Đó, bây giờ là chúng ta phải tháo cái bình xăng con này ra. Đây, cái bình xăng con đây các bạn.
Đấy, nó đây. Chúng ta tháo rồi chúng ta xúc rửa. Cái phần điện này thì tốt rồi các bạn. Thì chúng ta sẽ tháo ra chúng ta lắp vô các bạn. Đó. Đây thưa các bạn thân mến, cái bình xăng con tôi đã xúc rửa xong và tôi đã ráp rồi. Đây đây, nó đây. Đấy, chúng ta lấy cái vòi phun này và chúng ta rửa rồi, sạch sẽ rồi các bạn. Đó, giờ chúng ta lắp vô. Đó, chúng ta lắp vô và chúng ta đó. Các bạn thân mến, đây là cái bình xăng con ta đã lắp xong rồi. Thế và đây là cái lược gió. À, nó đơn giản như thế này thôi các bạn. Ở cái máy bơm thuốc trừ sâu này á thì cái lược gió nó rất đơn giản như thế này thôi. Đây, nó là một tấm xốp. Thế nhưng mà nó sẽ ngăn những cái bụi vô trong hệ thống máy móc của chúng ta. Tuy rằng nhìn thấy đơn giản đấy nhưng mà công dụng nó rất là tuyệt vời. Nếu mà không có nó thì cái hệ thống cái bình xăng con chúng ta sẽ lọt rất là nhiều những cái bụi bẩn. Đấy, khi mà chúng ta chạy chúng ta mở ra thế này này, rồi khi mà quay nổ thì ta đóng lại như thế này, và khi chạy chúng ta mở ra thế này thì những cái khí ở bên ngoài á, bụi bẩn nó sẽ theo cái đường gió nó vô. Nếu mà không có cái hệ thống lược gió này thì nó vô luôn trong buồng đốt của chúng ta, nó sẽ mài mòn bạc ha. Đó, mau là chúng ta phải làm xoáy lọc ha, các bạn. Nó sẽ mài mòn trong bộ phận trong cái lòng của chúng ta trong này. Thế tuy nhiên vậy cho nên chúng ta phải rất cẩn tắc là cái lược này này. Đấy, trông nó đơn giản vậy thôi, thế nhưng mà nó công dụng rất tuyệt vời. Các bạn, giờ chúng ta lắp vô. Các bạn thân mến, cái bơm thuốc trừ sâu của chúng ta giờ đã vệ sinh xong. Tôi đã kiểm tra có lửa và kiểm tra bình xăng con này thì đã vệ sinh rồi. Thế bây giờ là chúng ta thử coi cho nó nổ coi sao hết các bạn. Bất kể một cái loại động cơ nào, bất kể một cái loại đầu nổ nào, bốn thì sử dụng. Khi mà chuẩn bị chúng ta cho giật nổ thì chúng ta phải kiểm tra coi nhớt có đủ hay không. Đây, chúng ta phải kiểm tra nhớt các bạn. Đây, ta tháo nhớt ra. Đây là cái lỗ đổ nhớt á. Chúng ta kiểm tra. Đấy. Đó, nhớt như thế này là đủ như các bạn. Đây, mấp mé này. Đó, đây này, đó, nhớt gì là đủ hết các bạn. Đó. Ngoài cái máy 2 thì ra chứ cái máy 4 thì nào á, đầu nổ 4 thì nào trước khi cho nổ máy chúng ta phải kiểm tra nhớt trước. Đó là quy luật rồi các bạn. Đó. Bây giờ chúng ta đổ xăng vô. Đây. Đó, chúng ta đổ xăng vô. Đây. Đó, ok. Chúng ta đổ như vậy thôi. Khoảng 1 lít xăng vậy thôi. Đó. Rồi chúng ta lắp lại. Đây. Đó, và chúng ta sẽ chuẩn bị giật nổ. Các bạn thân mến, đây là cái máy chúng ta đã vệ sinh xong. Và chúng ta đã kiểm tra lửa xong, xăng xong. Và trước khi giật nổ thì chúng ta phải đổ xăng rồi ha, rồi chúng ta kiểm tra nhớt rồi. Bây giờ là trước khi giật nổ thì chúng ta thứ nhất là chúng ta đóng e lại rồi ha. Đây, đây cái e này chúng ta đóng lại, kéo lên này cũng đóng lại và kéo xuống là mở e ra ha. Thế và chúng ta phải bơm xăng nữa ha các bạn. Đây, đây là có cái núm bơm xăng ở dưới này này. Đây, tôi lật lên cho các bạn coi. Đây, đó, nó có cái núm này. Núm này trước khi mà chúng ta mà muốn giật nổ thì chúng ta phải bơm. Để chúng ta bóp đây, chúng ta bơm lên này. Đó, nhiều bạn cứ nói lý do tại làm sao mà cái máy tôi đổ xăng rồi, nhớt đầy đủ rồi, tôi giật hoài không có nổ. Bởi giật hoài xăng nó chưa lên được nha các bạn, chưa lên được cái bộ chế hỏa khí này, chưa lên được cái bình xăng con này. Chúng ta có đây, người ta đã chế cho mình cái núm đây này. Đây, cái núm đây.
Đúng đây để chúng ta là nếu như mà khoảng nửa tiếng chúng ta mà chưa sử dụng máy á, thì chúng ta cũng phải bắt buộc chúng ta cũng phải bơm lên đây, đây đó. Đấy, chúng ta bơm này, đây là chúng ta đang bơm xăng lên á, hút xăng ở dưới cái bình xăng này lên. Đấy. Và trước khi nổ máy thì chúng ta phải bơm như thế này để cho xăng lên. Và trước khi nổ máy thì tôi cũng xin giới thiệu sơ các bạn. Đấy. Cái máy này thì là cái máy 3K800 của Malaysia sản xuất theo công nghệ của Nhật Bản. Thế và nó có báo cho chúng ta biết rằng là 31cc. Dung tích của nó là 31cc, có nghĩa rằng là tính ra thì là khoảng 1,5 ngựa. Cái motor à cái đầu nổ của chúng ta, cái đầu nổ này là 1,5 ngựa các bạn. Đây. Đầu nổ của chúng ta là khoảng 1,5 ngựa. Thế thì 1,5 ngựa thì chúng ta xử lý sử dụng thì hết bao nhiêu nhiên liệu, có nghĩa là nhiên liệu xăng đó trong vòng 1 tiếng thì theo tính toán đó, thì là khoảng 0,3 đến 0,4 lít trên 1 giờ nha các bạn. Đó đó 0,3 lít xăng trên 1 giờ đó. Cho nên chúng ta cái bình xăng này chúng ta khoảng cứ 1,5 lít thì các bạn xài thì các bạn tính ra ha, 1 giờ chúng ta chỉ hết 0,3 lít thôi, rất là nhẹ hay các bạn. 5 giờ mới hết cái bình xăng này ha, chúng ta xài 5 giờ thì coi như hết bình xăng này đó, là mới hết cái bình 1,5 lít mà. Thế thì 5 tiếng đồng hồ chúng ta xài cái máy này rất là nhẹ, bởi vì nó có dung tích của nó có 1,5 ngựa mà. Đấy. Hơn nữa nó lại xài là cái hệ thống là 4 thì, là cái máy bơm này là vừa bơm thuốc trừ sâu vừa bơm thuốc diệt cỏ. Thế nếu như chúng ta mà không xử lý diệt cỏ thì chúng ta có thể tưới cây vân vân và vân vân thế các bạn, rất là tiện lợi. Đây tôi tháo ra, nó là khách hàng mang lại, nó là cái máy bơm thuốc trừ sâu, người ta dục ngoài ruộng đó ha, cứ đến vụ người ta mới đổ xăng vô đây và người ta cho nổ. Thế và đây giờ giật hoài không có nổ, và tôi đã vệ sinh sơ, đã kiểm tra điện, kiểm tra xăng rồi. Thế đến bây giờ là thời kỳ chúng ta giật nổ, thế giờ tôi thử giật nổ nha các bạn. Thưa các bạn thân mến, đây cái máy của chúng ta đã nổ ha, tôi đã giật đã nổ đây. Chúng ta lên ga một chút xíu, đây ga này đấy, khói ra rất nhiều các bạn. Đó. Đó. Rồi bây giờ chúng ta phải lắp cái hệ thống nước vô ha các bạn. Đó. Đó. Đây. Bây giờ chúng ta sẽ lắp hệ thống nước vô để coi nó phun ra làm sao ha các bạn. Đấy, chúng ta tắt đi. À, đó. Khói ra rất nhiều. Đấy, chứng tỏ rằng là cái máy này rất là lâu ngày rồi người ta không chạy. Ha. Đấy, nhiều khi như là bạc piston các thứ với lòng á, nó có thể lỏng rồi đó các bạn. Đây đây giờ chúng ta lắp cái hệ thống nước vô, tôi thử cho các bạn coi ha. Đó, coi như là chúng ta đã hoàn thành được đầu máy nổ rồi. Thế còn cái hệ thống bơm này nữa ha các bạn. Thưa các bạn, máy đã nổ và nước đã ra đây. Đây các bạn. Đó. Đây là cái đây, chúng ta tăng ga lên để cho nước lên. Đó, tuy nhiên chúng ta chưa lắp cái vòi phun à. Đây chúng ta lắp thẳng này các bạn. Đây, lắp thẳng này. Thì nước nó ra sẽ lớn như thế này và nó nhỏ như thế này. Và hơn nữa là chúng ta đây, đây là cái điều chỉnh áp của chúng ta đây các bạn. Đây, đây này. Chúng ta vặn theo kim đồng hồ này á, thì nước sẽ rất là mạnh. Nước sẽ ra vòi rất là mạnh, của chúng ta ngược kim đồng hồ á, thì nước ra rất yếu ha. Và đây là tôi vặn là ra. Đây, chúng ta thử, chúng ta không cần thiết thì phải nước mạnh hết ha các bạn. Đó, đây, máy nổ đây. Đây là ga, ga chúng ta cho ga rất là nhỏ nha các bạn. Đây. Y như là ga đăng ti các bạn. Đây.
Đó rồi. Tuy nhiên chúng ta phải như đây công tắc này, chúng ta phải đấu cho người ta này. Đó. Thấy các bạn. Đó. Đây, nước đây, chúng ta ra đây. Đấy, guarantee một nước như thế này nè các bạn. Đó. Đây, chúng ta cho rất là ga nhỏ nữa. Đấy. Nhỏ nhất có thể đó các bạn. Đấy. Và cũng xin nói với các bạn rằng là với cái loại máy này thì xài một tiếng đồng hồ chỉ hết 0,3 lít xăng thôi. Thấy các bạn. 3 tiếng mới hết là 1 lít xăng. Đó. Đấy, nói các bạn nghe là cái bình này là xài được 5 tiếng đồng hồ. Ở ngoài ruộng chúng ta xài đổ đầy bình xăng này xài được 5 tiếng. Đấy, chạy thoải mái vậy. Nếu như chúng ta giảm áp lực xuống nó còn kéo dài được nữa ha. Rồi. Cái khóa đó là khóa giảm áp lực nước ra đầu vòi đó các bạn. Đây là cái này là khóa này nè. Đó. Đó, vậy tôi mới chỉ cho các bạn nghe vậy đó. Nếu như chúng ta vặn xuôi kim đồng hồ thì áp lực nước ra đầu vòi rất là lớn, còn ngược kim đồng hồ thì áp lực ra vòi rất là nhỏ. Thấy các bạn. Đó là toàn cảnh là tôi muốn review cùng các bạn một chiếc máy mà khách hàng mang lại, một cái máy tưởng chừng như là vứt đi. Thế nhưng mà các bạn thấy đó, chỉ xúc sơ bình xăng con thôi là máy xài tốt, xài ngon. Đó, tuy nhiên khói ra hơi nhiều, nhưng bởi vì là cũng vì lý do là để lâu ngày nó xếp bạc đó các bạn. Chạy một thời gian xong á, khoảng cỡ 1-2 tiếng thì bạc nó sẽ không bị xếp nữa. Cái tình trạng này người ta gọi là tình trạng xếp bạc các bạn, hở bạc á. Nhưng mà hở bạc cục bộ, có nghĩa để lâu ngày đó, ở trên cái buồng đốt của chúng ta nó khô á, nó không có kín á, thì nó sẽ xăng nó cháy không hết đó các bạn. Đó, đây là cái động cơ 4 thì nha các bạn, 1,5 ngựa. Đó, thế nên là hôm nay tôi cũng xin review cùng các bạn một chiếc máy mà khách hàng mang lại, làm từ A tới Z. Thì tôi xin chào các bạn nha, tôi tắt máy. Đó, tôi tắt máy. Đó, nó đây. Đó, trông rất là ghê mà bây giờ là vệ sinh lại thấy cũng được được nha các bạn. Cũng không đến nỗi nào. Đấy, tuy nhiên như là tôi đã nói với các bạn rằng là cái khói nó ra hơi nhiều, thì có khả năng là người ta lâu ngày người ta không sử dụng nó, bạc nó bị xếp. Đấy, thì bạc xếp thì chúng ta cũng nghĩ như là cái bạc nó bị hở đó, lâu ngày đó. Nó chưa có nhớt lên bôi trơn thì nó có bị hở, hở thì nó sẽ tiêu thụ xăng không hết, đốt không hết thì nó ra khói đen. Đó là khói đen cục bộ các bạn, xài 1-2 tiếng đồng hồ thì nó sẽ hết. Đó, thì hôm nay tôi xin review cùng các bạn toàn cảnh một cái máy xịt thuốc trừ sâu 3K8000. Đây, tưởng chừng như là vứt đi, thế nhưng mà tôi đã phục hồi lại chạy tốt. Thế và cũng khi mà khách hàng lấy thì tôi cũng khuyến cáo khách hàng là khi mà để ngoài ruộng là phải che đậy lại. Đây, không che đậy lại, bên ngoài thì mục hết nhưng bên trong thì còn mới. Thấy các bạn, đó đó là cái tình trạng mà người ta bỏ ngoài mưa nắng, người ta không che đậy gì hết đó các bạn. Đó, bơm thì vẫn còn tốt nha các bạn. Đó, thế tôi cũng đã giới thiệu các bạn rằng là đó, đây là cái bộ tăng áp hay giảm áp. Đây này, đó, đây là có cái van tăng áp và giảm áp này. Ngược kim đồng hồ thì là giảm lưu lượng nước ra đầu vòi, còn xuôi kim đồng hồ thì là lưu lượng nước ra đầu vòi rất là mạnh. Thế bởi vì nó có một cái ống hồi tiếp này các bạn. Đây, chúng ta vặn ngược lại thì chúng ta mở cái ống hồi tiếp, bơm xuống rồi lên, ở đây nó không có ra cái đầu vòi bên kia. Đó. Thế còn nếu như mà chúng ta siết cái đầu bên thuận kim đồng hồ, chúng ta siết không có cho là lưu lượng hồi tiếp lên lên bình gì nữa thì nó chỉ có ra đầu vòi kia thôi, thì nó rất là mạnh, áp suất rất là lớn. Đó, tôi cũng xin trình bày với các bạn, chia sẻ với các bạn những công dụng của những cái máy 3K8800 của Malaysia sản xuất. Đây không phải máy của Thái nha các bạn, máy của Malaysia sản xuất theo công nghệ của Thái Lan. Thôi vậy, xin chào các bạn nha.